Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Bản chất bộ lạc của chế độ hậu cộng sản. Với tư duy còn nghèo nàn, lạc hậu về mọi mặt, kém văn minh trong hành xử như kiểu bộ lạc thời xưa, và với chủ trương khai dụng nó để tiếp tục cầm quyền, thì làm sao có thể xây dựng một xã hội hài hòa, văn minh và tiến bộ cho được? Nhiều cuộc thử nghiệm khoa học cho thấy đầu óc con người có xu hướng phân biệt ta và địch một cách sâu sắc. Nó có khả năng phân biệt một cách tự động và cực nhanh, theo Robert chia sẻ. Nhà báo Phạm Phú Khải có bài phân tích mang tựa đề Bản chất bộ lạc của chế độ hậu cộng sản. Ông chia sẻ như sau. Robert là nhà giáo sư sinh học phẫu thuật thần kinh học và khoa học thần kinh tại Đại học Stanford, và cũng là tác giả của cuốn sách nổi tiếng là Những biểu hiện sinh lý của hành vi con người. Đây là hình ảnh ông Robert, giáo sư sinh học, phẫu thuật thần kinh học và khoa học thần kinh học tại Đại học Stanford. Ví dụ như khi dọi vào chụp hình một bộ óc phản ứng ra sao dành cho một người da trắng tiêu biểu của Mỹ, khi cho họ xem nhiều hình ảnh, thì đến khi khuôn mặt một người da đen hiện lên, nó kích thích liền phần não gọi là AMI, trung tâm phần não có chức năng điều khiển cảm xúc, sợ hãi và hung hăng. Phản ứng nhanh đến độ chỉ dưới 1 phần 10 cột dây. Trong phần lớn trường hợp, bộ não chịu trách nhiệm phần lý trí, có tên gọi là prefrontal, liền lập tức can thiệp trong vòng 1-2 giây sau đó và làm dịu lại amin. Tuy thế, Sapkowski cho rằng phản ứng ngay từ đầu phần lớn là vì sợ hãi, ngay cả với những người hiểu biết hơn bình thường. Đây chỉ là một ví dụ trong vô số thử nghiệm về con người để cho thấy dù sống trong xã hội văn minh và đa văn hóa, đặc tính chủ nghĩa bộ lạc vẫn nằm trong bộ óc con người. Từ đó, vấn đề phân biệt vùng miền, dân tộc, quốc gia, vân vân là vô cùng phổ quát. Chủ nghĩa bộ tộc và dân tộc đang ngày càng gia tăng trong nhiều quốc gia dân chủ cấp tiến. Từ Mỹ đến châu Âu, Michel, từng là Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ vào năm 2015-2017, biện luận rằng chủ nghĩa bộ lạc đang giết chết chủ nghĩa cấp tiến. Amy Chua, một giáo sư luật tại trường đại học Yale, từng biện luận rằng con người có nhu cầu thuộc về nhóm, cho nên họ gia nhập câu lạc bộ, đội, và khi trở thành thành viên, họ cảm thấy có sự ràng buộc mạnh mẽ với nó, và nhiều nơi danh tính quan trọng nhất là những điều mà mọi người sẽ hy sinh, mạng sống, không phải là quốc gia mà là dựa trên sắc tộc, khu vực, tôn giáo, giáo phái hoặc thị tộc. Đây là hình ảnh Amy Chua là giáo sư luật tại trường Đại học luật Yale. Chuyên môn của cô ấy là về các giao dịch kinh doanh quốc tế, xung đột sắc tộc, toàn cầu hóa và luật pháp. Những tín ngưỡng của chủ nghĩa độc tài toàn trị như cộng sản thì ra sao cũng là câu hỏi được đặt ra. Trên lý thuyết, chủ nghĩa cộng sản nhắm đến xóa bỏ tất cả những gì mang tính bộ lạc, tam vô như vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo. Họ đề cao một thế giới đại đồng, vô giai cấp cho toàn thể mọi người. Trên thực tế, sau bao nhiêu cuộc đấu tranh giai cấp và nhân danh bao nhiêu điều ảo tưởng mà hàng trăm triệu người đã trở thành nạn nhân của cuộc thử nghiệm này. Những nước còn lại, cộng sản như Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cuba, Bắc Hàn, lẫn một số quốc gia hậu cộng sản như Nga, Campuchia, đang thể hiện tính cách bộ lạc mạnh mẽ nhất. Con người nói chung, ai cũng mang ADN bộ lạc trong mình. Nghĩa là chúng ta thường có xu hướng đánh giá ai là bạn, ai là thù và chỉ tin tưởng vào những người mà chúng ta coi là vòng quen thuộc hoặc giống mình. Nhưng chế độ cộng sản và một số hậu cộng sản có đầu óc bộ lạc khá nặng. Vòng tin tưởng của họ giới hạn trong gia đình, dòng họ hay một số cá nhân đặc biệt nào đó. Họ luôn xem sự đối lập, những người không cùng quan điểm hay ý thức hệ với họ là thế lực thù nghịch, luôn chờ trực để hãm hại mình, cho nên cần phải bị tiêu diệt hay loại trừ. Họ xem những gì quen thuộc, giống họ, như cùng suy nghĩ hay ý thức hệ thì họ mới tin. Chẳng hạn trước đây, họ đề cao quốc tế cộng sản hay chủ nghĩa đại đồng và xóa bỏ đặc tính quốc gia, dân tộc, và nay thì đề cao chủ nghĩa dân tộc. Nó chủ yếu là một chiêu bài chính trị. Mỗi lần thay đổi như thế, họ tìm cách biện minh, chống chế, và bất cứ ai không ủng hộ đường lối như thế thì bị xem là thù nghịch,
kể cả người dân của họ. Vladimir Putin chẳng hạn, coi tất cả thành phần đối lập tại Nga là phải loại trừ. Xem những chính trị gia tại Ukraine hay các nước lân cận nào mà theo phương Tây là thù nghịch. Và đặc biệt xem NATO là mối đe dọa sống còn cho quyền lợi và quyền lực của mình. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã cho quân xâm lược Ukraine trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến nay. Sự bất an này đã làm cho ông Putin nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Nhưng nếu nước Nga không phải là một chế độ độc tài hay tham vọng bá quyền, không có lý do gì để Nga phải lo ngại NATO. Sự thật là NATO được hình thành chính vì mối lo ngại và đe dọa trực tiếp từ Liên Xô của Joseph Stalin sau Thế chiến lần thứ hai. Nếu nước Nga không có những kẻ độc tài và tham vọng bá quyền như Stalin hay Putin, thì cũng không có chiến tranh lạnh hay nhiều cuộc chiến khác, kể cả cuộc chiến tại Ukraine hiện nay. Cùng cách hành xử của ông Tập Cận Bình tại Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam tại Việt Nam cũng không khác bao nhiêu. Quyền lực nằm gần như tuyệt đối trong tay một đảng, không chia sẻ với bất cứ ai. Nhưng trong đảng đó lại có nhiều vòng quyền lực, mà vòng nhỏ nhất chỉ là thiểu số, một hoặc vài người mà thôi. Nó cũng không khác gì nhiều so với tư tưởng bộ lạc ngày xưa hay kiểu gia đình trị lâu nay. Họ chủ trương xóa bỏ mọi tôn giáo, suy luận tôn giáo là thuốc phiện, nhưng trên thực tế hành xử có tính giáo phái. Chẳng hạn, giới lãnh đạo vẫn coi tôn thờ ông Hồ Chí Minh hay trước đây những ông như Karl Marx, Lenin, Stalin v.v. như là một giáo chủ. Cách đây chỉ ít hôm, một số thần tượng ông Hồ Chí Minh tỏ vẻ giận dữ và phê phán với Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội vì cho rằng kênh YouTube Ukraine 24 và báo mạng Pravda Ukraine, tức là sự thật Ukraine, đã hạ thấp ông Hồ Chí Minh của họ. Đây là hình ảnh các nhà hoạt động xã hội tại Hà Nội đến trao quà quyên góp 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân Ukraine cho bà Natalia, đại biện lâm thời Ukraine tại Việt Nam. Không có nghĩa là thô sơ bằng bộ lạc vì họ luôn chia ra là ta và địch. Ai không nhìn giống họ, đánh giá giống họ, tôn thờ giống họ, nhận diện ra nguy hiểm giống họ vân vân thì bị xem là địch. Đây là tư duy thô thiển, nguyên thủy nhất của loài người, chứ không có gì là văn minh cả. Họ chỉ không nhìn ra được rằng trên thực tế mọi xã hội đều đa nguyên và chỉ muốn thể hiện bản chất đa nguyên một cách tự do nhất như có thể. Ngày 8 tháng 3 năm 2022, Đại sứ châu Âu tại Việt Nam cũng nhắc nhở giới lãnh đạo Việt Nam rằng Liên Xô đã tan rã từ rất lâu và chúng ta đang ở trong một kỷ nguyên mới với hy vọng đánh thức Việt Nam. Họ lâu ngờ rằng lãnh đạo hàng đầu Việt Nam vẫn thức chứ không phải ngủ. Tuy muốn hội nhập với thế giới văn minh, tư duy lãnh đạo của Việt Nam vẫn còn nặng chủ nghĩa bộ lạc. Lãnh đạo Cộng sản không tin tưởng bất cứ nước nào đang theo chủ nghĩa cấp tiến mà có khả năng giúp Việt Nam tự diễn biến, tự chuyển hóa thành một nền dân chủ cấp tiến thật sự trong tương lai. Những kẻ cầm quyền tại Việt Nam, Trung Quốc và Nga có nhiều điểm khá giống nhau. Giống nhất là cái văn hóa chính trị cộng sản toàn trị nhưng mang tính bộ lạc. Cả một thế kỷ qua làm cho họ hiểu nhau và gắn bó lẫn nhau. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin bắt tay nhau sau lễ ký các hợp đồng giữa hai nước. Trong thâm tâm họ vẫn nghi ngờ nhau, sợ nhau, từng gây hấn và đã có chiến tranh với nhau. Nhưng dù sao, họ vẫn cảm thấy an toàn và tin tưởng những điểm giống nhau này hơn là những ý thức hệ chính trị khác mà hoàn toàn không nằm trong tư duy của họ. Cho nên cũng không có gì ngạc nhiên khi một số thành phần tại Hà Nội và Bắc Kinh có xu hướng ủng hộ Moscow trong cuộc chiến xâm lược tại Ukraine. Tất cả những điều họ rêu rao tuyên truyền bấy lâu nay rằng họ luôn vì quốc gia dân tộc, thực ra đều giả dối hết. Quyền lợi về quyền lực cá nhân, gia đình, bè phái của họ mới là trên hết. Nó là đặc tính của bộ lạc. Với tư duy còn nghèo nàn, lạc hậu về nhiều mặt, kém văn minh trong hành xử như kiểu bộ lạc thời xưa và với chủ trương khai dụng nó để tiếp tục cầm quyền, thì làm sao có thể xây dựng một xã hội hài hòa, văn minh, tiến bộ, trong đó chấp nhận tính đa nguyên, tôn trọng pháp luật và khai dụng tài năng toàn xã hội. Khoan nói đến điều ảo tưởng tiến tới xã hội chủ nghĩa xa vời hay thế giới cộng sản đại đồng, và những giấc mơ của họ đã trở thành ác mộng của nhân loại.
Kính mời các bạn xem bản tin lý do Putin bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược tại Ukraine. Thích Khôn, 34 tuổi, là một trong những nhà báo độc lập nổi tiếng nhất của Nga. Hầu như không có một phóng viên nào khác có thể có được một cái nhìn sâu sắc như anh về những gì đã xảy ra ở đất nước của mình trong những năm gần đây. Cùng với các đồng nghiệp của mình, tổng biên tập kênh truyền hình Dost đã phải rời khỏi đất nước của mình ngay sau khi bắt đầu cuộc chiến chống Ukraine do các hình phạt hà khắc mà Điện Kremlin đưa ra đối với những thông tin bị cáo buộc là sai trái về hoạt động ở Ukraine. Đây là hình ảnh nhà báo độc lập người Nga Thích Khôn. Trong một phỏng vấn với báo chí, người đàn ông 34 tuổi này đã đưa ra một lời giải thích đáng ngạc nhiên về lý do tại sao Putin quyết định phát động một cuộc chiến tranh xâm lược chống lại quốc gia láng giềng của mình. Dicko nói như sau: "Tôi tin rằng Corona đã thay đổi Putin. Putin chỉ nhận được thông tin hạn chế trước khi đại dịch bùng phát và đột nhiên thấy mình rất bị cô lập sau khi sự bùng phát của Covid-19. Rõ ràng là ông ấy rất sợ Corona, nếu không thì ông ta đã không gặp các chính trị gia và tướng lĩnh khác bên chiếc bàn dài đến như vậy. Kể từ khi đại dịch Corona bùng phát, ông ấy chỉ nhận được thông tin liên lạc, ví dụ như người ta nói với ông ta rằng người Ukraine sẽ chào đón ông ấy bằng hoa, rằng Ukraine có quân đội yếu và Nga thì có quân đội rất mạnh. Đây là hình ảnh trong các buổi duyệt binh, Nga vẫn thường khoe khoang các loại vũ khí tối tân, giết người hàng loạt của mình. Corona cũng đã được làm cho các cuộc hội đàn áp ở Nga đối với chính công dân của nước mình tăng lên nhanh chóng. Nhà báo này nhận xét tiếp, nhà nước cho rằng Corona không chỉ có hại cho sức khỏe mà còn khiến phần lớn xã hội trở nên bần cùng. Người ta sợ rằng những người này có thể nổi loạn. Disco đi đến một kết luận cứng rắn như sau. Vì vậy, Điện Kremlin quyết định ngừng đóng vai một chế độ dân chủ và tiến tới một chế độ chuyên quyền và sau này là chế độ độc tài. Vì lý do này, cuộc đàn áp các nhân vật đối lập đã được tăng cường vào năm 2021 và sau đó Putin quyết định tiến hành thêm một bước nữa là tấn công vào Ukraine. Với hàng loạt các biện pháp tiếp theo đó là đóng cửa các mạng xã hội và truyền thông độc lập tại Nga. Đây là hình ảnh ông Putin ra lệnh tấn công xâm lược Ukraine vào hôm 24 tháng 2 năm 2022. Không ai cho rằng điều đó có thể xảy ra. Do Disco và các đồng nghiệp của mình từ kênh truyền hình Dost mô tả cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là một cuộc chiến tranh, nên các nhà báo buộc phải lựa chọn hoặc là phục tùng cơ quan kiểm duyệt hoặc đối mặt với 15 năm tù. Họ đã chọn cách thứ ba là rời Nga và tạm ngừng hoạt động kênh truyền hình của mình. Dicko hiện đang sống với vợ tại Georgia, nơi ông đã bắt đầu mở một kênh YouTube để tiếp tục đưa tin về cuộc chiến tranh của Putin ở Ukraine. Dicko nói và tin rằng vào phút cuối cùng, Putin đã không để những người thân cận nhất biết được kế hoạch của mình. Dicko nêu rõ, cuộc chiến bắt đầu như một cú sốc đối với tôi. Đó cũng là cú sốc đối với hầu hết mọi người ở Nga, kể cả chính trị gia cao cấp. Không ai có thể nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra. Tôi cũng tin rằng khi Ngoại trưởng Nga Lavrov nói rằng sẽ không có chiến tranh thì ông ấy không nói dối. Tại thời điểm đó, ông ấy thành thật tin rằng sẽ không có chiến tranh. Đây là hình ảnh ông Putin họp bàn với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Lavrov trên một chiếc bàn dài. Cho tới nay, cuộc chiến tranh ở Ukraine đã kéo dài hơn một tháng. Hàng ngàn thường dân và binh lính thiệt mạng. Toàn bộ số thành phố đã bị xóa sổ bởi tên lửa của Nga và bom của họ. Hơn 3 triệu người dân Ukraine đã chạy trốn khỏi đất nước này. Dicko đi đến một kết luận rằng, chúng ta có thể thấy rằng kế hoạch ban đầu đã không thành hiện thực. Quân đội của Nga đã không chuẩn bị cho cuộc chiến này. Bất chấp sự kỳ vọng của giới lãnh đạo của Nga, quân đội Ukraine tỏ ra đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chiến. Và họ đã chống trả hết sức quyết liệt và dũng cảm. Hơn 10.000 binh sĩ Nga đã tử trận cùng hàng trăm phương tiện chiến tranh. Phương Tây đã thống nhất trong phản ứng của họ và Điện Kremlin đã không tính tới điều đó. Đây là hình ảnh các nước ủng hộ, viện trợ vũ khí hiện đại cho Ukraine để đánh trả quân xâm lược Nga. Điện Kremlin chỉ đơn giản là tính toán sai và không có kế hoạch B thực sự cho cuộc chiến này. Thay vào đó, theo Thích Khôn, lực lượng của quân đội Nga đang suy yếu dần. Điều duy nhất họ làm là đẩy các đơn vị mới vào trận, trong đó có các đơn vị từ vùng cận đông, nhưng điều hiển nhiên là điều đó
không thể kéo dài mãi mãi.